chánh kiến là thế nào thưa sư? Khi tìm hiểu các pháp học từ nhiều nguồn lại bị cho rằng không có chánh kiến, như vậy có phải là không chánh kiến không sư? Chánh kiến là cái thấy đúng đắn. Thấy như thế nào là đúng đắn? Thì được Đức Thế Tôn, được Ngài Xá Lợi Phất nói trong bài kinh Chánh Tri Kiến. Thì nếu như quý vị muốn nghe, muốn biết thì vui lòng mở bài kinh Chánh Tri Kiến của Trung Bộ ra, bài kinh số 9 nha. Là trong cái việc nghiên cứu những cái tài liệu từ nhiều nguồn thì nghiên cứu như thế nào là có chánh kiến. Thứ nhất là mình nghiên cứu cái nguồn gốc của nó. Là bài đó từ Pali hay không, hay là một người thưa là ngày nay có nhiều cái mình gọi là kinh Phật nói nhưng thực tế không có nguồn gốc, không có xuất xứ. Muốn biết thì tìm coi bài kinh đó có nguồn gốc từ Pali hay không, bởi vì Pali là cái nguồn gần nhất với lời Phật dạy. Nếu một bài kinh mà không có nguồn Pali, một cái hệ thống giáo lý mà không có nguồn Pali đối chiếu, thì mạnh dạng dẹp nó qua một bên. Bởi vì có rất nhiều người thích chơi đùa với ngôn ngữ mà không có đủ tài liệu gốc rễ về Pali để củng cố cho điều đó. Cho nên nếu như mà mình tìm hiểu hệ thống giáo lý, tìm hiểu kinh tạng mà không có Pali đối chứng thì như thế là mình không có chánh kiến. Cái thứ hai là cái mà mình tìm hiểu nó có phù hợp với bát chánh đạo hay không. Nếu như nó không phù hợp với bát chánh đạo thì nó không đúng với Phật pháp. Cho nên khi tìm hiểu thì chúng ta phải có trách nhiệm tìm hiểu truy nguyên nguồn gốc để xác định đây đúng là lời dạy của Đức Phật. Còn khi mình tìm hiểu mà mình không biết gì cả, mình vẫn đâm đầu vào, thì có nghĩa là mình đang tìm hiểu giáo lý bằng sự vô minh và thuần túy bằng niềm tin, không có lý trí. Như thế mình rất dễ tin nhầm những hệ thống giáo lý độc hại, không đúng với lời dạy của Phật. Nó chỉ đơn thuần là mượn danh của Phật để thuyết giảng vì mục đích của cá nhân họ.